và chúng ta nhiệt liệt chào mừng hai câu lạc bộ Mang Luân Vĩnh Phúc và câu lạc bộ đến từ Yên Sơn Tuyên Quang tiến ra sân vận động Olympic Hiệp Hòa để chơi trận cuối cùng của mùa giải năm nay, trận đấu trận chung kết để tôn vinh đội bóng nào xuất sắc nhất và đội bóng nào xứng đáng nhất lên ngôi cao nhất của mùa giải năm nay. Và xin được chàng pháo tay cỏ vũ của khán giả để dành cho các cầu thủ nhí. Đây là trận chung kết của lứa tuổi U11 giữa tuyển Yên Sơn Tuyên Quang và tuyển Mang Luân Vĩnh Phúc, với những cái bắt tay rất thân thiện và những nụ cười trong trắng đang mà hai các cầu thủ đang dành cho nhau. Thật là tuyệt vời, một trận chung kết đáng được chờ đợi sắp sửa được diễn ra. Những tâm hồn trẻ thơ, những kỹ năng bóng đá được các trung tâm dạy dỗ và đào tạo sẽ được phát huy tại trận chung kết này. Một trận chung kết sẽ đi vào những ký ức của các cầu thủ của cả hai câu lạc bộ, của cả hai đội tuyển Yên Sơn Tuyên Quang và Mang Luân Vĩnh Phúc. Và sau đây ban tổ chức sẽ chụp ảnh lưu niệm cho hai đội trước khi trận chung kết được diễn ra. Điều khiển trận chung kết này, tổ trọng tài thứ nhất ông Tân Văn Lành và trọng tài thứ hai ông Nguyễn Văn Sơn. Đây là một trong những giây phút, những kỷ niệm khó quên đối với các cầu thủ. Mặc dù tuổi đời vẫn còn rất trẻ, nhưng các kỹ năng bóng đá cũng đã được các thầy, các cô và các trung tâm đào tạo và dạy dỗ. Và đây là trận chung kết, và để các cầu thủ của cả hai bên phô diễn những kỹ năng của mình tốt nhất với những lối chơi rất trong trắng của mình. Và khán giả chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng những màn so tài, những pha đi bóng và những kỹ năng bóng đá của cả các cầu thủ của cả hai bên sắp sửa được diễn ra. Trận cuối cùng của mùa giải năm nay sẽ tôn vinh ai sẽ là người lên cao nhất. Và đây là bức ảnh của hai đội trưởng của hai đội tuyển Yên Sơn Tuyên Quang và Mang Luân Vĩnh Phúc, rất hiếu nghị và rất là chuyên nghiệp. Những luật cơ bản cũng đã được các cầu thủ nhí nắm được, và lúc này đội trưởng của hai câu lạc bộ, hai đội tuyển cũng đang làm thủ tục ở trên sân, và trọng tài Tăng Văn Lành và trọng tài Nguyễn Văn Sơn sẽ điều hành trận chung kết trong trang phục áo màu xanh lá cây, quần màu xanh. Đó là đội Mang Luân Vĩnh Phúc vừa đã giành chiến thắng ở trận bán kết với đội chủ nhà Đoàn Phong Bắc Giang. Và trên sân lúc này thì các huấn luyện viên trưởng và các lãnh đội của Mang Luân Vĩnh Phúc đang chỉ bảo các cầu thủ của mình là tỏ rõ quyết tâm. Họ sẽ đang hô một tiếng để quyết tâm giành chiến thắng ở trận chung kết và đem một điều gì đó về với quê hương của Vĩnh Phúc. Nhưng để muốn làm một điều đó thì các cầu thủ của trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Mang Luân Vĩnh Phúc cần phải vượt qua chướng ngại vật, đó là các cầu thủ đến từ Yên Sơn Tuyên Quang, quê hương của Lương Xuân Trường. Ngày xưa các cầu thủ của lứa tuổi U23, U19 của Việt Nam cũng được phát triển và đào tạo ở các trung tâm của
Tuyên Quang và các trung tâm đào tạo bóng đá khác. Một pha sút thẳng vào cầu môn và rất tốt. Pha giao bóng cái là dứt điểm ngay. Các cầu thủ Yên Sơn Tuyên Quang trong trang phục áo đỏ, quần đen và tất trắng. Pha đấm bóng ra. Các cầu thủ Tuyên Quang ở trận bán kết cũng đã vượt qua đối thủ rất lăng ký để tiến tới trận chung kết này. Các cầu thủ đội Tuyên Quang đã vượt qua Vân Lâm Hưng Yên ở trận bán kết, vượt qua những cái lôi của phát triển bóng đá, của đào tạo bóng đá Việt Nam. Ngay ở những còi khai cuộc thì các cầu thủ đội Tuyên Quang cũng đã tổ chức tấn công rất nhanh về phần sân của đội Măng Non Vĩnh Phúc. Tuyên Quang và Vĩnh Phúc là hai địa danh ở sát nhau và họ đã đem đến dàn cầu thủ tốt nhất của mình để thi đấu ở mùa giải năm nay, và họ xứng đáng là hai cái tên thi đấu ở trận cuối cùng. Sau một ngày đầy không khí lễ hội của bóng đá trẻ U9 và U11 do Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Đoàn Phong Bắc Giang tổ chức, thì đã tìm ra hai cái tên xuất sắc nhất để chơi ở trận cuối cùng. Và trận chiến cuối cùng sẽ tìm ra kẻ người lên ngôi vô địch. Như vậy là bóng đã chạm tay, quả đá phạt dành cho các cầu thủ Tuyên Quang. Những phút đầu trận thì các cầu thủ Tuyên Quang tỏ rõ quyết tâm và đã có những pha hãm thành tổ chức tấn công về phía cầu môn của Măng Non Vĩnh Phúc. Quả đá phạt của Tuyên Quang cho bóng rất tốt. Thủ môn của Măng Non Vĩnh Phúc đã cảnh giác trong pha bóng vừa rồi. Một pha dứt điểm vẫn chưa, pha dứt điểm không được tốt của các cầu thủ Tuyên Quang. Vẫn là các cầu thủ Tuyên Quang đánh lầu ngược trở lại cho đồng đội của mình. Dứt điểm đi, bóng vẫn không, như vậy là bóng đã đi ra hết đường biên dọc. Quả đá biên dành cho các cầu thủ áo đỏ. Và chúng ta sẽ thưởng thức xem các cầu thủ đội Vĩnh Phúc đã đạt được bóng rồi. Kịp không? Dứt điểm vẫn còn. Không, như vậy là hậu vệ của đội Tuyên Quang số 11 đã phá bóng đi ra hết đường biên. Quả đá biên dành cho các cầu thủ Măng Non Vĩnh Phúc. Ở những năm vừa qua thì công tác bóng đá, đào tạo bóng đá trẻ của các tỉnh phía Bắc cũng như của Việt Nam đã có những trung tâm đào tạo bóng đá phát triển rất tốt. Dứt điểm, chuyền bóng vào trong, nhả lại tuyến hai. Một pha nhả lại tuyến hai cho đồng đội băng lên dứt điểm. Rất tiếc là pha dứt điểm đã hơi cao so với này khung thành của thủ môn đội Tuyên Quang Lương Bảo. Không, rất tốt. Một pha cắt bóng rất hay của hậu vệ bên phía đội Măng Non Vĩnh Phúc.
Tổ chức kịp không? Có lẽ là không kịp. Bóng đi hơi nhanh so với đà di chuyển của tiền đạo bên đội Tuyên Quang. Quả đá phạt ở khu vực giữa sân. Và chúng ta hãy chờ đợi xem Tuyên Quang sẽ thực hiện quả đá phạt như thế này như thế nào. Ở cự ly đá phạt tương tự thì các cầu thủ Tuyên Quang đã xuất phạt chút chút nữa đã mở tỷ số. Và chúng ta hãy chờ đợi quả đá phạt tiếp theo. Đứng trước bóng lúc này là số tất cả các cầu thủ đội Tuyên Quang cũng đã tràn sang phần sân và chỉ còn duy nhất một cầu thủ của đội ở phần sân nhà. Và trọng tài đã yêu cầu rồi. Có lẽ là thủ môn của Văn Lâm, của xin lỗi các bạn, của Măng Lon Vĩnh Phúc đã phải thay đổi trang phục. Và trận đấu tiếp tục, dứt điểm ở cự ly rất xa. Đã cầu thủ của đội Tuyên Quang đã quyết định dứt điểm rất căng. Tấn công nhiệt độ trận đấu đang diễn ra trung bình. Các cầu thủ Tuyên Quang có lẽ là không chơi bóng nhỉnh hơn một chút so với đội Măng Non Vĩnh Phúc. Chuyền bóng lên, bóng vất vả rất tốt và cắt bóng của hậu vệ bên phía đội Măng Non Vĩnh Phúc không kịp. Một pha chuyền bóng cho đồng đội ra cánh, bóng đi đã hết đường biên ngang. Phát bóng cho đội Tuyên Quang, phạm lỗi rồi. Vũ Quang Thái sẽ là người thực hiện quả đá phạt dành cho đội Măng Non Vĩnh Phúc. Quang Thái, Quang Thái đánh vào, tuyệt vời, một pha xuất phạt của Quang Thái, một pha xuất phạt của Quang Thái tuyệt vời, bóng đập cột dọc, đập sang ngang và chui vào lưới. Tỷ số đã được mở cho đội Măng Non Vĩnh Phúc sau những lần hãm thành và tổ chức tấn công thì các cầu thủ đội Tuyên Quang không thể dứt điểm và bóng không thể mở tỷ số cho đội Tuyên Quang thì điều gì đến cũng phải đến. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, điều đó đã phải trả giá với cầu thủ mang áo số 11 Quang Thái. Quang Thái đã điền tên mình trên bảng điện tử hoan hô thủ môn của đội Măng Non Vĩnh Phúc. Quang Thái có thân hình rất nhỏ nhắn và đậm chất kỹ thuật đã mở tỷ số cho Măng Non Vĩnh Phúc. Họ nhường thế trận cho Tuyên Quang và chỉ cần bằng một pha đá phạt thôi họ đã mở tỷ số. Dứt điểm, đã có sự cảnh giác rất cao của thủ môn bên phía đội Măng Non.
bóng đã đi ra hết đường biên. Đá biên dành cho các cầu thủ mang nón Vĩnh Phúc. Và như vậy là trọng tài đã phải cho tạm dừng trận đấu. Có lẽ là thủ môn của đội, và đúng như vậy, thủ môn của đội mang nón Vĩnh Phúc đã có cùng màu áo với đội Tuyên Quang. Đây là thủ môn số 2 của đội mang nón Vĩnh Phúc, nhưng cũng đã ra vào rất hợp lý từ đầu trận đến giờ. Chuyền bóng vào trong, quang khổng. Như vậy là số 6, vẫn là số 6 của đội Minh Quang. Bóng đã đi ra hết đường biên. Đội Tuyên Quang rất cố gắng. Số 10, Quang Anh của đội Tuyên Quang, vẫn là các cầu thủ đội. Lần này thì hậu vệ của đội mang nón đã phá bóng đi ra hết đường biên. Quả đá phạt dành cho các cầu thủ đội Tuyên Quang. Xuân Trường, bóng đã đi ra hết đường ngang mất rồi. Quang Thái rất tốt. Bóng đã đi ra hết đường biên rộng. Số 10, quả đá biên dành cho các cầu thủ đội Vĩnh Phúc. Chuyền bóng, bóng lại tìm đến số 10 Bảo Phúc, vừa rồi đã đoạt được bóng. Bảo Phúc, vẫn là Bảo Phúc. Không, như vậy là bóng đã từ đôi chân số 10 của Vĩnh Phúc, đó là Dương Bảo Phúc, đi ra ngoài. Chuyền bóng vào trong, nhà bóng lại cho Tuyến Hai. Dứt điểm không thể thành công. Lỗi rồi, lỗi của các cầu thủ nhí Vĩnh Phúc dành cho một tiền đạo của đội Tuyên Quang, và trọng tài đã xác định lỗi và quả đá phạt dành cho đội Tuyên Quang. Cự ly đá phạt ở khu vực giữa sân. Chúng ta hãy chờ đợi từ tình huống quyết định như thế này, xem đội Tuyên Quang có san bằng tỷ số hay không bằng những miếng đánh phối hợp dọc biên rất nguy hiểm. Một pha sút phạt đã có sự chủ định của số 10 bên phía đội Tuyên Quang, đó là Hoàng Anh. Bóng đi chệch cột dọc đi ra ngoài. Vẫn là các cầu thủ Tuyên Quang rất khéo. Chuyền bóng lên, thủ môn Minh Nhật của đội Vĩnh Phúc đã ôm gọn. Bảo Phúc, vẫn là Dương Bảo Phúc, đang hoạt động rất tích cực ở cánh phải. Quả đá biên dành cho mang nón Vĩnh Phúc. Bóng được treo mạnh vào trong. Chức vô địch vẫn đang rộng mở cho cả hai đội bóng. Đội nào đoạt chức vô địch cũng đều rất xứng đáng. Đội Tuyên Quang đã tổ chức tấn công rất nhiều lần về phía cầu môn của Minh Nhật bên phía mang nón Vĩnh Phúc, nhưng điều quan trọng nhất thì họ lại chưa làm được, đó là ghi bàn. Và đội Yên Sơn Tuyên Quang
đang để cho đội bằng tình huống quyết định. Đội các cầu thủ đội Mang Non Vĩnh Phúc đã dẫn trước, tỷ số trên sân đang là 1-0. Thời gian vẫn còn, đây mới là những phút thi đấu của hiệp một. Khoảng cách chỉ là một bàn, chức vô địch vẫn đang vẫy gọi với cả hai. Lỗi đẩy sau của các cầu thủ Vĩnh Phúc dành cho các cầu thủ áo đỏ. Phạt rất mạnh lên, không thể dứt điểm. Các cầu thủ Vĩnh Phúc thi đấu rất lăn xả, bóng vẫn còn trong sân. Kịp cao phá gỡ thủ môn đội Vĩnh Phúc trong pha bóng vừa rồi, một pha sút rất hay và có lực của tiền đạo bên đội Yên Sơn Tuyên Quang. Người sút cũng hay và người bắt cũng giỏi, một pha bóng rất đẹp và tình huống vừa qua. Bóng đưa vào trong, không vào. Tiếp tục là một quả phạt góc dành cho các cầu thủ áo đỏ. Và chúng ta hãy chờ đợi xem liệu các cầu thủ Tuyên Quang có san bằng được tỷ số ở hiệp 1 không. Thời gian đang trôi dần về những phút cuối. Quả đã vặt vào trong, gần sóng gió đã qua đi, rất nguy hiểm, cần phải giải nguy hơn. Rất đáng tiếc, một pha chân trừ của các hậu vệ bên phía đội Mang Non Vĩnh Phúc. Chút chút nữa thì tiền đạo của đội số 9 của đội Yên Sơn đã rút ngắn xuống. Thưa các bạn, đã san bằng khoảng cách. Hoan hô thủ môn Minh Nhật, Bảo Phúc vẫn đang, Bảo Phúc đi qua rất cao, chuyền sang chắc chắn rồi, một pha vượt quyền của số 10 Bảo Phúc, và người kết thúc là số 15 bên phía đội Tuyết Quang. Khi bắt đầu đội Vinh Phúc, tỷ số đã được nâng lên thành 2-0. Một pha rút biên rất khéo và có lực, pha rút biên của số 10 Dương Bảo Phúc như một chiếc công thức một. Và như vậy là hiệp một của trận chung kết đã kết thúc với tỷ số là 0. Bảo Phúc đã có một pha rút bóng ở hàng năng cánh trái rất nguy hiểm. Ở những phút ấy của hiệp 1 thì Dương Bảo Phúc, cầu thủ mang áo số 10, đã có pha dứt bóng xuống cánh trái và chuyền bóng không thể tuyệt vời hơn cho đồng đội của mình, băng lên dứt điểm, và đồng đội của anh cũng đã đáp lại pha bóng vừa rồi bằng một bàn thắng, tỷ số nâng tỷ số lên 2-0, không thể mỹ miều hơn. Bàn thắng rất đẹp trong những phút cuối của hiệp một, các cầu thủ đội Tuyên Quang. Ok. Như vậy là trọng tài xác định lỗi chạm tay của số 8 bên phía đội Tiên Sơn Tuyên Quang, Nguyễn Việt Cường, Quang Thái, một trong những hậu vệ kinh nghiệm của đội Mang Non Vĩnh Phúc. Hoàng Thái sút rất mạnh lên cho đồng đội, rất khéo. Hoàng Thái số 11 của Mang Non Vĩnh Phúc càng thi đấu càng hay,
tổ chức đánh chặn tốt và phát triển tấn công cũng rất hay. Số 11 Quang Thái đang nổi lên như một ngôi sao thi đấu ở trên sân. Bảo Phúc nhờ vào Quang Thái, vẫn là Bảo Phúc. Rất tốt, lỗi rồi. Một pha phạm lỗi của Quang Thái dành cho một cầu thủ số 18 bên phía đội Yên Sơn Tuyên Quang. Và như vậy đã có sự can thiệp của các nhân viên y tế. Số 11 Quang Thái đã phải nhận thẻ vàng. Ở những phút đầu tiên của hiệp 2 thì các cầu thủ Yên Sơn Tuyên Quang cũng đang rất cố gắng đẩy cao đội hình để rút ngắn tỷ số. Đứng trước bóng lúc này là các cầu thủ đội Tuyết Sơn. Phá bóng lên, Quang Thái đã đẩy bóng lên trên sân phần sân rồi. Phản công rất may cho các cầu thủ đội Tuyên Quang. Hậu vệ đã phải phá bóng. Chân bóng lên. Một pha phá bóng lên của Quang Thái không thành công. Quả phạt góc dành cho các cầu thủ áo đỏ. Bóng được chơi vào trong, không có gì khó khăn. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi buổi truyền hình trực tiếp trận chung kết giữa hai tuyển bóng đá Yên Sơn Tuyên Quang và đội Măng Non Vĩnh Phúc. Tỷ số trên sân lúc này vẫn đang là 2-0. Các cầu thủ Tuyên Quang vẫn đang miệt mài tổ chức tấn công nhằm rút ngắn tỷ số xuống. Quả phát bóng lên dành cho đội Tuyên Quang. Rất tốt, một pha xử lý bóng của Bảo Phúc rất hay. Bảo Phúc số 10 của đội, như vậy là các cầu thủ đội Tiên Sơn đã được bóng rồi. Vẫn là Bảo Phúc, không có một cầu thủ áo xanh nào hoạt động ở trên tuyến trên. Đáng tiếc trong pha bóng vừa rồi. Quang Thái số 15 của đây không vào. Một pha dứt điểm này của số 6 Nguyễn Văn Trường bên phía đội Măng Non Vĩnh Phúc. Bảo Phúc, Văn Trường, vẫn là Văn Trường có kịp không? Không thể đi qua được về bên phía đội Yên Sơn của Tuyên Quang. Quang Thái và được bóng rồi, dứt điểm đây. Không vào. Một pha dứt điểm cân thành của số 15 bên phía đội Măng Non Vĩnh Phúc. Phản công, các cầu thủ đội Vĩnh Phúc đang tổ chức bắt người rất chặt ở khu vực giữa sân. Rất hay. Quả phạt góc dành cho Yên Sơn Tuyên Quang. Số 10 của Tuyên Quang là Hoàng Anh sẽ thực hiện quả đá phạt góc này.
Hoàng Anh. Dứt điểm. Dứt điểm ghê. Vẫn không vào. Vận may luôn chối bỏ các cầu thủ áo đỏ. Và số 12 Xuân Nam. Không, lại nhường bóng lại cho số 10 Hoàng Anh. Đá biên cho các cầu thủ đây Tuyên Quang. Như vậy là trọng tài Tăng Văn Hạnh đã xác định bóng chạm tay. Bóng chạm tay của các cầu thủ đây Xi Măng, Măng Lon Xuân Thành, Xuân Văng, Măng Lon Vĩnh Phúc. Quả đá phạt ở khu vực cự ly chừng khoảng tầm 7 mét. Và đứng trước bóng lúc này là số 10 Hoàng Anh. Đây là cơ hội để cho Yên Sơn Tuyên Quang rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Hoàng Anh. Lỗi rồi. Một pha đá phạt không thành công của Hoàng Anh. Các cầu thủ áo đỏ đã bỏ lỡ cơ hội ở tình huống cố định vừa rồi. Hoàng Thái. Bóng lại tìm đến đôi chân của Quang Thái. Số 6 của Nguyễn Văn Trường đã để bóng đi ra hết đường biên ngang. Quả phát bóng lên dành cho các cầu thủ Măng Lon Vĩnh Phúc. Cần phải rút ngắn xuống tỷ số mới có cơ hội để lật ngược thế cờ. Một pha xuống biên, bóng đưa vào trong. Dứt điểm. Vẫn còn. Dứt điểm lên vào. Như vậy là bóng đã đi ra phía sau khung thành. Quả đá chút nữa đã rút ngắn xuống thành 1-2. Rất cao. Có đích không? Như vậy là đến cầu thủ thứ ba thì số 15 không thể đi qua. Chút nữa rồi Yên Sơn Tuyên Quang đã rút ngắn khoảng cách. Các cầu thủ áo đỏ đang thi đấu nhiệt huyết hơn, nỗ lực hơn. Xuân Trường, Bảo Phúc tổ chức tấn công. Quang Thái rất khéo. Một pha xỉa bóng rất hay của Quang Thái cho đồng đội của mình. Pha vẩy cổ chân đầy kỹ thuật của Quang Thái. Quả đá biên dành cho đội Măng Lon Vĩnh Phúc. Như vậy là thủ môn của đội Tuyên Quang đã phải phạt đấm bóng đi ra hết đường biên ngang. Phạt góc dành cho các cầu thủ đội Măng Lon Vĩnh Phúc. Tiếp tục là một quả đá biên. Không có gì khó khăn cả. Vẫn còn. Rất kéo. Số 7 của đội Măng Lon Vĩnh Phúc đã liên tiếp đi qua hai cầu thủ. Bằng một pha dốc bóng đậm chất kỹ thuật của Bảo Phúc. Quang Thái rất khôn khéo. Kinh nghiệm đã được các thầy chỉ bảo và đã được phát huy ở trận đấu này. Bóng
bóng không có gì khó khăn, đã tìm đến đôi tay của thủ môn của Tuyên Quang. Quả đá biên dành cho Măng Non Vĩnh Phúc rất khéo, một pha đảo người kỹ thuật của Quang Thái. Chuyền bóng cho đồng đội của mình rất khéo. Cùng lần này thì hậu vệ của đội Tuyên Quang đã phá bóng ra lên tuyến trên. Quang Thái rất khéo, một pha đảo người và cắt bóng rất hay. Chuyền bóng cho đồng đội, phản công. Quang Thái đang thi đấu chững chạc và chặn mọi đà ngả tấn công của đội Yên Sơn Tuyên Quang. Đá biên dành cho đội Tuyên Quang. Em biết rồi nhưng mà chỉnh mãi nó không chỉnh được ấy. Cái này nó kịch rồi. Thưa các bạn, đó là quả đá phạt lỗi, đá phạt dành cho các cầu thủ Tuyên Quang. Trận đấu đã hiệp 2 đã diễn ra được khoảng hơn 10 phút và tỷ số trên sân vẫn đang là 2-0. Không kịp, một pha chuyền bóng sửa lưng cho đồng đội của mình. Quang Thái luôn là điểm tựa cho các cầu thủ áo đỏ ở tuyến trên. Một thân hình nhỏ nhắn và đẫm người, nhưng những pha xử lý bóng của Quang Thái rất thành thoát, đặc biệt là những pha cắt bóng và niềm tin cho các cầu thủ ở tuyến trên, cho đội Măng Non của Vĩnh Phúc. Lại một lần nữa, Quang Thái phá bóng đi ra hết đường biên. Chuyền bóng vào trong, đánh đầu, pha đánh đầu cắt mặt của các cầu thủ đội áo xanh. Chuyền bóng vào trong, không có gì khó khăn. Số 21 của Tuyên Quang, đó là Đặng Văn Huấn, đã dứt điểm đi ra ngoài. Quang Thái, các cầu thủ áo xanh đang tổ chức tấn công bên cánh trái. Có không, như vậy là bóng từ chân của một cầu thủ áo đỏ. Số 16 của đội Vĩnh Phúc. Chuyền bóng lên, quả đá biên dành cho các cầu thủ Tuyên Quang. Chào bóng rất nhanh vào trong, dứt điểm. Như vậy là bóng đã chạm tay một cầu thủ áo đỏ. Hiệp 2 đã trôi qua được khoảng 15 phút và tỷ số trên sân vẫn đang là 2-0. Chiếc cúp vô địch đang vẫy gọi với các cầu thủ áo xanh. Quê hương của Vĩnh Phúc đang nắm lợi thế để mang chiếc vô địch về Vĩnh Phúc ở mùa giải năm nay. Và bỏ bóng rất tốt. Bóng được ném mạnh lên cho đồng đội của mình. Các cầu thủ đội Tuyên Quang chưa tìm ra đường vào khung thành của thủ môn đội Măng Non Vĩnh Phúc. Cần phải thi đấu cố gắng và tập trung
thời gian đang ủng hộ đội Măng Non Vĩnh Phúc, cách biệt đang là 2 bàn. Và như vậy là trận chung kết đã kết thúc. Đội vô địch là đội Măng Non Vĩnh Phúc. Xin chúc mừng các tuyển thủ, các cầu thủ và ban lãnh đạo của đội Vĩnh Phúc. Thật tuyệt vời và một trận đấu rất hay. Và như vậy là đã có những niềm vui và nỗi buồn. Người chiến thắng đang tỏ rõ niềm vui trên sân. Và người về vị trí thứ hai đó là đội Yên Sơn Tuyên Quang. Xin chúc mừng các nhà vô địch của mùa giải năm nay. Xin chúc mừng đội Măng Non Vĩnh Phúc.